Đứng vị trí thứ ba là Cobra Kai với tổng lượt view là 53,3 triệu lượt view. Câu chuyện kể về Kazuraba Kota, đội phó một nhóm nhảy nổi tiếng tại thành phố Kazame. Nơi đây được thống trị cùng với tập đoàn hệ thống là một tòa nhà khổng lồ hình dạng một chiếc cây, ngắm nhìn toàn bộ thành phố và chi phối nó. Những nhóm nhảy hoạt động tại những khu vực lớn phải tranh giành địa bàn với nhau bởi những cuộc thi đấu invest, thứ có hình dạng giống như những quả cây và sẽ triệu hồi một con quái vật giống như thi đấu Pokemon. Họ sẽ chiến đấu với nhau bằng những invest mạnh mẽ, tranh giành nơi biểu diễn. Nhân vật chính Sota đã lạc vào Hellheim bí ẩn, thoát ra khỏi nơi nguy hiểm đó và có được Logic cũng như Sengoku Driver. Anh đã chuyển hóa được thành Cobra Kai để ngăn chặn cuộc nổi loạn từ một tên invest cực mạnh ngoài tầm kiểm soát. Sức mạnh của Cobra Kai đã làm tất cả mọi người tại đó phải kinh ngạc khi con người có khả năng chống lại một invest với sức mạnh và tạo hình như một samurai. Những bí ẩn về con invest đặc biệt cũng như tạo hình thú vị là chiến quốc cũng như những quả trái cây đã làm cho Cobra Kai một vẻ gì đó hết sức ma mị, dẫn các bạn tới một câu chuyện đầy những plot twist, từ sự phản bội cho tới lòng trắc ẩn hay là sự tội lỗi tột cùng. Đâu sẽ là nơi dẫn tới vị thần của Hellheim và ai sẽ là người chiến thắng để có được trái cấm? Các bạn hãy tìm xem Cobra Kai nhé.